chào các bạn đã trở lại với channel invest và travel của jason hôm nay jason muốn chia sẻ cho các bạn biết sự khác biệt giữa những người có thật là nhiều tiền và những người có ít tiền trong thị trường chứng khoán nếu như cả hai đều không có kiến thức một số người cho rằng khi mà các bạn có nhiều tiền các bạn có thể dùng tiền đó các bạn mua cổ phiếu chẳng may cổ phiếu mà nó đi xuống thì các bạn có thể dùng những số tiền còn lại các bạn tiếp tục mua thêm gọi là dca là dollar cost average là trung bình cái giá thì đến một mức nào đó nó cũng sẽ đi lên lại thì các bạn cũng sẽ lời lại nếu như các bạn có quá nhiều tiền thì khi các bạn làm như vậy thì khả năng có thể nó sẽ xảy ra theo cái chiều hướng các bạn muốn nhưng mà không phải lúc nào nó cũng là như vậy lý do vì sao có những cổ phiếu khiến đi xuống nó sẽ tiếp tục đi xuống mãi chứ nó không có đi lên lại nhưng mà khi các bạn đi xe quá nhiều vào một cổ phiếu thì các bạn đang take the risk rất là cao giả sử như mà cổ phiếu đó nó có chuyện gì xảy ra như là khai phá sản hoặc là không còn tồn tại trên thị trường hay là cái tương lai của công ty này nó không còn nhiều nữa thì lúc này các bạn sẽ thua lỗ rất là nhiều tại vì các bạn cứ mãi DC, cứ mãi tiếp tục mua để trong bình giá còn những người khi người ta có ít tiền thì người ta lại có thể chọn hình thức là nếu đã mua sai người ta có thể cut loss người ta có thể giảm thiểu cái sự thua lỗ đó bằng cách chờ những cơ hội sau cho nên thật sự mà nói khi các bạn không có kiến thức mà các bạn lại có nhiều tiền nó càng nguy hiểm hơn là những người không có kiến thức mà lại không có nhiều tiền thì khi người ta không có nhiều tiền thì người ta chỉ thua trong phạm vi đó mà thôi còn khi các bạn có nhiều tiền các bạn không có kiến thức nhưng các bạn nghĩ lại các bạn có nhiều tiền các bạn mua gọi là vô tội vạ các bạn có thể mua không có kỷ luật không có chừng mực thì lúc này cái sự thua lỗ của các bạn dường như không có cái giới hạn cho nên mình luôn tin rằng khi các bạn có kiến thức các bạn có điều kiện là các bạn có tiền thì lúc này các bạn mới thật sự là những người sẽ chiến thắng trong thị trường chứng khoán mình hay nói rằng một người có kiến thức có điều kiện là có tiền và có kinh nghiệm thì các bạn giống như là hổ mọc thêm cánh à, cho nên mình nghĩ rằng trước khi các bạn đầu tư mua bán trong thị trường chứng khoán các bạn ít nhất phải có một cái kiến thức cơ bản một cái sự hiểu biết cố định nào đó để khi các bạn mua bán nó giảm thiểu đi cái rủi ro cũng như sự thua lỗ các bạn đừng nghĩ rằng thị trường chứng khoán nó đơn giản để các bạn có thể kiếm nhiều tiền nó sẽ đơn giản khi các bạn đang làm chủ trò chơi mặc dù ngày hôm qua Fed đã ra nói rằng họ không có tự tin để có thể giúp cho cái tình trạng lạm phát xuống ở cái mức mà họ đang mong đợi thì với cái tin tức này nó cũng gây hoang mang cho thị trường chứng khoán nhưng mà hy vọng trong cái mùa holiday sắp tới đây thị trường sẽ khởi sắc lại hơn nếu như các bạn có đầu tư mua bán thì chúc các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn và nếu như các bạn muốn học hỏi để đầu tư thành công các bạn có thể vào trong website của jason jasonlaytrading.com để biết thêm chi tiết về những lớp học các bạn cần như thế nào cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau